Là lần đầu tiên đến với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Canada tiết lộ màn trình diễn năm nay với chủ đề cực quang có nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả. Đặc biệt pháo hoa do đội mang đến sẽ là sự kết hợp mãn nhãn với âm thanh và ánh sáng, hứa hẹn một phần trình diễn tuyệt đẹp trên bầu trời Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 6 sắp đến. Không cần phải đặt chân đến cực bắc trái đất, mà ngay tại bên bờ sông Hàn, người xem có thể tận hưởng được vẻ đẹp siêu thực của hiện tượng thiên nhiên khiến bao người mê mẩn. Cùng với đó, du khách được hòa vào bầu không khí âm nhạc độc đáo với 14 bản nhạc hay nhất của âm nhạc điện tử Canada. Well, after COVID, Canada, the first summer, we are a Nordic country. So during this winter time, it's too cold to party. So when summer comes along, we like to party a lot. There's a lot of festival, a lot of things that happen in our country. And this is what it's going to be about. It's about celebrating, being together, enjoying life, dancing, and all that. So you will see a lot of effects. We try to provide a colorful music scene of how we interpret music, the dance music in Canada, through the colors of the fireworks. Trong khi đó, cũng là lần đầu tiên đến với DFF. Đội Pháp là tân binh trẻ nhất khi mới thành lập năm 2013. Đến với sự kiện lần này, đội chuẩn bị một kịch bản mang tên Sắc Màu Hy Vọng với hàng ngàn quả pháo tầm cao và tầm thấp để truyền tải thông điệp rằng sự kiên cường là hy vọng duy nhất để khám phá tất cả những vẻ đẹp của cuộc sống. Trong đêm trình diễn thứ hai cùng đội Canada, Pháp sử dụng chiến lược khôn ngoan với một danh sách âm nhạc vô cùng đa dạng, từ chất rock cuồng nhiệt trong âm nhạc của Imagine Dragons, giai điệu R&B bắt tai của The Weeknd, để mang đến một phần trình diễn từ sôi động cho tới nhẹ nhàng sâu lắng. I think our work it's the writing of the show. We have a big synchronization with the effects and the colorway of the music, and the music explains the theme and the symbolic. You will translate to the audience. For the theme, for the music choice, we are very. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ góp phần thổi bùng không khí lễ hội Đà Nẵng với sự tranh tài của 8 đội pháo hoa. Trước đó, lễ khai mạc diễn ra cùng phần tranh tài giữa đội Việt Nam và Phần Lan. Ngày 10 tháng 6 sắp đến là đêm trình diễn thứ hai giữa Pháp và Canada. Tiếp đó là Úc và Italia đêm 17 tháng 6, Ba Lan và Anh đêm 24 tháng 6. Sau cùng là đêm chung kết với sự tham gia của hai đội xuất sắc nhất lễ hội, hứa hẹn những phần trình diễn mãn nhãn cho khán giả tại Đà Nẵng.